bắt đầu, Hoàng Thế kết thúc nha. Rồi quay lại luôn. Hai ngón cái chạm nhau nha. Khắc phục cái chân đạp mà lúc mà anh sửa nha, di chuyển hai vòng nữa. Đẹp mạnh dương, đẹp tớ mạnh lên. Đẹp bằng cái gót á, mạnh lên. Đẹp bằng cái gót á, mạnh lên. Rồi quay lại luôn, đẹp hai cái chân vô. Khởi động xong xuống để mình chỉ hai vòng nữa, còn mệt có mệt đâu. Rồi tiếp tục. Rồi xuống tập sinh tồn nha, nằm nổi nước. Hồi bữa không quê là nằm được chưa? Nằm nổi nước á. Khởi động cho nóng đi. Phi Long này đi theo coi việc mấy đứa nhỏ. Em bao lên bên kia để cho cô bao xíu đi. Dạ cô đá cho cô bao xíu. Cái tay phóng nhanh lên. Tay phóng về trước nhanh lên. Chấp tay là phóng mạnh tới trước. Ê à, chấp tay phóng mạnh nè. Mạnh nè, chấp tay là phóng mạnh liền. Chấp tay phóng mạnh. Chấp tay phóng mạnh. Uống nước, rồi ok. Đâu có kẻ gì đâu. Nở nô. Rồi tiếp tục, chiếu tiếp. Tới đây nâng cao đùi cho nó nóng người. Nâng cao đùi cho nó nóng người xíu đi. Cầm vô cái sắt á cho nó khỏi bị ấy. Cái bị đuối chân không? Hả? Rồi, bắt đầu. Phi Long đã tập đẹp như sải luôn. À, thì da mình cảm nhận á, từ từ đẹp rồi xong để cho nó xuống. Đây nè, khi mà cái tay á mày duỗi về trước á thì sao, thả lỏng, duỗi thẳng về trước rồi sau đó mình thả lỏng, mình mày cố gắng chấp hai cái tay sát nhau á thì dẫn đến nó gồng, gồng thì nó chìm. Cứ nè, thẳng phóng nhanh nhưng mà xong sao mình thả lỏng. À, phóng nhanh rồi sao mình thả lỏng. Rồi như vậy. Hai vòng nữa thôi nha, rồi sau đó là nằm nổi nước về. Thấy cô Giang cũng khỏe không? Khỏe không? Cô giáo vô nhiều à? Nếu mà nó sắp tới á, mà nó chưa tới thì đạp thêm một lần chân nữa. Chứ hồi đâu mày rướng rướng gì cho hết thôi. Rồi thở nước đi, thở nước 20 lần đi, 100 mét rồi. Rồi thở nước đi, 100 mét rồi, thở nước đi, 10 vòng rồi.